Ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Vũ trụ 2019 nhằm giới thiệu với công chúng những kiến thức tổng quan và mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ ở Việt Nam và trên thế giới. Đến với ngày hội, các bạn học sinh sinh viên có cơ hội được giao lưu, trò chuyện với những chuyên gia trong lĩnh vực vật lý thiên văn học đến từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Từ đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vũ trụ, khoa học và công nghệ vũ trụ, công nghệ vệ tinh, các dự án công nghệ vũ trụ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cùng cơ hội học tập, trải nghiệm khoa học công nghệ.